Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Fortuner phiên bản máy 2.7 sản xuất 2012. Là một mẫu xe rất được nhiều anh chị và các bạn quan tâm về cái khả năng vận hành. Với khối động cơ mạnh mẽ, độ bền, độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao, rất ít hỏng vặt và đồ thay thế của chiếc xe thì nó cũng rất là rẻ trên thị trường. Tổng quan sơ qua về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn thì nó có ngoại thất là màu bạc. Được bác chủ đi rất là giữ gìn, nên cái chất lượng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ hoàn hảo từ những phần lẹp mạ đến những cái phần mấu nối của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Sơn xe thì cũng có một số chỗ phải tỉa lại do quá trình di chuyển bị sơ sát anh chị nhé. Bóng đèn chiếu sáng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là trong, với hệ thống đèn halogen kết hợp với đèn bi xe lông. Đấy, những cái chi tiết mâm thì trang bị mâm hợp kim và một dàn lốp của chiếc xe trang bị là dàn lốp mít rồi, giúp cho anh chị các bạn di chuyển nó sẽ êm ái hơn. Các chi tiết rãnh lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày. Đấy, sơ qua về phần mâm của chiếc xe thì em cũng quay cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Dọc thân xe thì có những cái phần bậc lên xuống là dạng bậc cứng này, rồi những phần ốp mạ của chiếc xe nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Bác chủ thì cũng đã dán vè che mưa cũng như là ốp bảo vệ phần tay mở cửa. Trần xe thì nó sẽ có phần giá lốp thể thao, giúp cho anh chị và các bạn có thể chằng đồ để trên nóc xe. Ở phần đuôi xe thì ta có những cái gì? Ở phần đuôi xe nó sẽ mang lại tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến, cam đùi và những hệ thống đèn cảnh báo, gạt mưa. Đấy, những cái chi tiết tổng quan anh chị và các bạn có thể tham quan cùng với em ngay sau đây, với những cái chi tiết của nó vẫn còn rất là hoàn hảo. Sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua những cái chi tiết ở cái phần cản sau của chiếc xe để mình cùng cảm nhận. Với sơn zin của chiếc xe thì tỷ lệ sơn zin còn rất nhiều, tuy vậy thì cũng có một số chỗ phải tỉa lại do quá trình di chuyển. Nó bị xước sát nhỏ hoặc là đá văng. Đấy, đây là những cái chi tiết ở phần đuôi xe, anh chị có thể nhìn kỹ giúp em. Đã được dán kính V-cool rồi anh chị nhé. Với cái không gian khoang hành khách của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi. Các bác đợi em một chút, em mở lại cái phần cốp lên cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, không gian cốp chứa đồ của chiếc xe này nó rất là rộng rãi, với tỷ lệ gập 50-50 kéo sang hai bên để tạo mặt phẳng để anh chị có thể để được nhiều đồ hơn. Hàng ghế thứ hai mình có thể gập theo tỷ lệ 6-4. Đây là những cái chi tiết về đinh tán, keo chỉ, ốc áp của chiếc xe. Một cái không gian rất là khá rộng rãi. Cửa gió điều hòa thì nó nằm trên nóc trần hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Với không gian khoang hành khách của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi, cho ba người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Keo chỉ hay là hệ thống toang cao su vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, ghế ngồi của chiếc xe anh chị có thể tham khảo qua giúp em. Chất lượng ghế ngồi nguyên bản nó cũng có hiện tượng theo thời gian rồi. Trần xe thì với những cửa gió điều hòa giúp cho cái khả năng làm mát ở các hàng ghế nó sẽ nhanh hơn. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì em sẽ đi vào cánh cửa đầu tiên với những phím chức năng cơ bản thôi, lên xuống kính. Còn chỉnh gương thì nó nằm cạnh vô lăng. Đấy, các phần chỉnh gương, thẻ nhắc bảo dưỡng hay là hệ thống gạt mưa, chỉnh đèn. Vô lăng thì dạng vô lăng 4 chấu tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Phía sau là cục đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn của chiếc xe. Rất là rõ ràng. Nội thất thì có nâng cấp nhẹ như là hệ thống màn hình Android. Nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn có nhiều chức năng giải trí hơn. Với cái mẫu này thì nó sẽ có những chức năng cơ bản, thực dụng, dễ vận hành, dễ sử dụng thôi. Chứ còn nó không có quá nhiều option đồ chơi cho anh chị và các bạn. Về độ bền, độ lành của chiếc xe thì luôn được đánh giá cao về cái khả năng vận hành cũng như là ít hỏng vặt. Chi phí bảo dưỡng của chiếc xe nó cũng không quá cao. Máy thì 2.7 cực kỳ mạnh mẽ, giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển mọi cung đường. Toyota Fortuner phiên bản 1 cầu máy xăng 2.7 sản xuất năm 2012 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 420 triệu. Giá này thì cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Anh chị và các bạn cần thông tin, mình có thể qua Dương Vĩnh Auto, số 16-18 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Cam kết cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển.